mày còn vác mặt về nhà với cái bộ dạng như thế này à? Ông, tao thật xấu hổ với các loại con gái như mày đấy. Tôi xin ông. Thì ra danh dự của bố còn quan trọng hơn cả con gái bố. Bây giờ sinh của mâm rất là nhiều, bố có hiểu không? Bố hiểu không? Mày, mày còn già mồm nữa à? Con, mẹ xin con, bố con đang nóng mà, con nhịn đi. Cút ngay khỏi cái nhà này cho tao. Được. Con sẽ đi, con sẽ đi ra khỏi cái nhà này. Con tự mình nuôi nó, con không cần đến sự quan tâm bố mẹ nữa. Con, mẹ xin. Em mời anh ạ. Ê, cô làm cái gì đấy? Em xin lỗi ạ. Trời ơi, nhân viên kiểu gì thế này? Dạ, có việc gì vậy anh? Này, anh xem đi. Anh xem đi, nhân viên của anh như này. Xin lỗi, bây giờ cậu phải xử lý luôn cho tôi. Thì anh cứ bình tĩnh ngồi xuống, em sẽ cho nhân viên em làm lại công thức mới. Nhà hàng cũng nhân kiểu gì? Xin lỗi anh. Đi. Bà uống thuốc đi, còn liều cuối cùng đấy. Trông bà nhợt nhạt quá, uống rồi đi ngủ sớm nhé. Này ông, mấy giờ rồi? Thế con... 11 giờ rồi, bà không phải lo. Mai tôi dậy sớm mua thuốc cho bà. Bao giờ thì chị sinh? Khoảng 2 tháng nữa chị sinh rồi. Chị uống cái này là tốt cho thai nhi lắm đấy chị ạ. Vừa tốt cho mẹ, vừa tốt cho con. Ừ, chị dùng cũng được mấy tháng rồi. Vâng, em gửi nhá. Và chị cảm ơn. Gói mì ạ? À? À, hôm nay lại có người gửi đồ cho em đấy. Mì của em đây. Em gửi ạ. À, em ơi, bà ấy cứ khóc suốt đấy. Bà nói gì thì nói đi. Dù sao thì nó cũng là con, là cháu chúng ta. Cha mẹ sinh con chờ sinh tính. Ông còn lạ gì tính nó nữa. Thôi, bà đừng có nói nữa.
Alo con à, con về ngay đi. Mẹ đang đứng ở đầu ngõ nhưng mà mẹ đau đầu lắm. Con về ngay nhá. Con xin lỗi.